Bạn không biết mua ngọc ở đâu, bạn không biết mua vàng ở đâu, hãy truy cập ngay vangoc.vn, trang web bán vàng ngọc lớn nhất Việt Nam. Các bạn hãy chọn một cần mua, đó là mua ngọc và mua vàng, rồi bấm vào dấu ba gạch để đăng nhập, nạp tiền và đặt hàng để mua nha. Ok, chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại mình. Thì hôm nay mình sẽ show bạn về con nạc mà mình mới nhập được. Đấy, thì đối với đeo bạn là cần mua hoặc bán lại cho mình thì lấy con Zalo 0166 40 293 bán các bạn show ảnh của các bạn và mua nhiều mã số nhá. Và các bạn lưu ý là mình không mua bán giao dịch trên Face và mình cũng không mượn link của các bạn. Và lưu ý thêm một tí nữa là mình rất là hạn chế dép tin nhắn trên YouTube cho nên các bạn cẩn thận fake nhá. Ok, thì mình thường show vào lúc 11 đến 12 giờ và hôm nay mình chính thức là mình sẽ show đúng cái thời gian đấy. Ok, thì con nạc tiếp theo là bạn số 418, con là BCA1 nha em nhé, là mặc Lamex sức mạnh 2 tỷ 9 này, nhiệm vụ tiêu diệt xuyên 1 và qua tương lai nha em nhé. Đấy, đồ thì như hình và méo có đồ. Ok, tiềm năng thì của 2 tỷ 9 mình thấy 2 tỷ 9 mình thấy không hợp lý mấy, nhưng mà đổi lại thì skill cũng khá là ok, không đến nỗi phải chê nữa. Ok rồi, thì tiềm năng đệ thì một con đệ xây ra sức mạnh là 2 tỷ 3 và kèm theo đó là một set hồi HP xây ra là 10% nhá em nhá. Đó. Đệ thì skill là Atomic 3 và tái tạo 1. Đó, HP và skill thì bằng nhau. Ok, thì con nào các mã số 418 xe 1 giá là 270k cả nha em nhá. 270k này em sở hữu luôn, con nào cực kỳ là cũng khá là ổn rồi. Ok, thì tiền nào của đấy mà. Rồi mình chuyển tiếp qua tiếp theo đây. Ok anh em, tiếp theo là mã số 419 của BCL 5 nha em nhé. Là mặc trái đất sức mạnh 33 tỷ, nhiều tiêu diệt xuyên bộ hung. Đó, đồ thì như hình và cực kỳ đồ này cực kỳ là bá đạo và ngon luôn. Đó, hấp dẫn cực kỳ luôn. Đó, anh em xem đồ nhá. Rồi. Đấy, có cải trang vô hình này, có giáp tập luyện cấp 2, có vung tay, có cân đổ vân VIP, có áo ba lỗ 15% hút, có cải trang shell 3 xuyên bộ hung cấp 3, nó có vàng này. Tiềm năng thì của 33 tỷ cực kỳ hợp lý và skill thì như hình nhá, cực kỳ là chất lừ luôn. Đó là băng chủ của một PT ba lô nha em nhá. Đó, đệ thì một con đệ 10 tỷ sức mạnh và kèm theo đó là skill Atomic 7 tái tạo năng lượng và tạo theo đó là một set sức đánh, một set sức đánh em nhé, một set sức đánh 3 sao là 27% và một cái găng 3 sao nữa. Đó, cái set này mình nói thật với anh em, bán một set này mình nghĩ phải được tầm tầm mấy trăm triệu vàng đấy. Đấy, tổng số vàng ở cái quan lạc này nếu mà thanh lý hết đồ cũng phải gần 1 tỷ vàng, tầm 600 triệu vàng đấy, mình nghĩ là vậy thôi. Nhưng mà mình nghĩ chắc thế. Ok, đây con nạc này mã số là 418 xe vào 1 à nhầm 419 xe vào 5, giá là 600k thẻ cào số rẻ nha em nhá. 600k thẻ cào số rẻ là anh em sở hữu luôn con nạc cực kỳ là ok như này rồi. Nó HP và Q thì nó bằng nhau nhưng mà nó đã gần max rồi. Đó, em hiểu cái con nạc cực kỳ là VIP này rồi. Ok, thì mình sẽ chuyển tiếp theo đây. Ok. Ok, tiếp theo con nạc mã số 420 con nạc BC và 2 anh em nhá. Là mặc xây ra sức mạnh 3 tỷ 9 này, đồ thì như hình và đó, tiềm năng thì của 3 tỷ 9 rất là ok rồi này. Đó, skill như hình nhá, tài khoản phun ảo đệ một con đệ trái đất sức mạnh là 3 tỷ 8 và skill là Kamezoko 7 và tái tạo năng lượng. Đó, ok, thì có đặt mã số của nó là 420 xe và 2, giá là 300k cạc em nhá, 300k cạc thôi. Đấy anh em mua đây là mình. Ok, thì mình sẽ chuyển tiếp theo đây. Rồi. Ok, tiếp theo là con nạc mã số 421 con là BCL1 nhá, là mặc xay ra đúng không? Là mặc xay ra sức mạnh 6 tỷ tư nhá. Có bông tai, đấy, đồ như hình. Đó. Skill nữa nhá. Rồi. Đệ thì con đệ 5 triệu sức mạnh. Rồi ok, thì con nạc mã số nó là 421 xe 1 của bông tai nhá, giá là 250k cạc. Đó, anh em mua liên hệ mình. Ok. Rồi, mình tiếp tục chuyển tiếp theo đây. Ok. Ok anh em, con nạc cuối cùng mã số 422 con nạc BC và 2 anh em nhá. Đấy, là mặc xay ra sức mạnh 5 tỷ 6. Đồ thì không có và có cải trang vô hình, có giáp tập luyện 2, một sao, có cải trang pizza cấp 3. Nó và kèm theo đó là một cái dương. Đó, mình mở luôn cái dương mà
vừa đánh xong. Ok, tiềm năng thì của 5 tỷ cũng rất ok rồi, skill như hình nhá. Đó, bí thị cấp 6, lâng một tí là lên 7 rồi. Không phải băng chủ. Đó. Đệ mua đệ 2 tỷ 9 và có cả trang lý tiểu lương nha em nhá, lý tiểu lương. Đó. Skill là Atomic 7 và tái tạo năng lượng. Ok, thì có đẳng mã số của nó là 422 server 2, giá là 320k cạc nha em nhé. 320k cạc là em có thể sở hữu lấy một con đặc cực kỳ chất lượng như này rồi. Đấy thì nói chung là tiền nào của đấy thôi, anh em mua được thì mua, không mua thì thôi, mình cũng chả ép anh em mua. Nói chung là nhiều bạn cứ nói với ba vẩn, thật ra là mấy bạn ấy chả bao giờ mua đâu. Đó, ok thì nói chung cảm ơn em đã xem clip của mình nhá, nhớ đăng ký kênh và bấm chuông báo nhận video mới nhất mình.